Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bò rát vàng bằng tiền của ai? Bữa ăn ngoại giao hay bữa ăn từ tiền thuế của dân? Đây là câu hỏi đang được đặt ra đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Một video clip chỉ khoảng 40 giây được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội hai hôm nay cho thấy Thánh Rắc Muối ZBIT tự tay bưng món bò rát vàng phục vụ cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đút cho ông này ăn. Người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam Tô Ân Sô và một người nữa trong đoàn tùy tùng của ông Bộ trưởng cũng được thưởng thức món này tại nhà hàng sang trọng hàng đầu tại London. Được biết, giá tiền mỗi phần ăn như vậy lên đến 45 triệu đồng Việt Nam. Tổng cộng 3 phần ăn là 135 triệu đồng các quan chức Việt Nam đã chi. Đây hình ảnh cắt ra từ video clip cho thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngồi giữa, bên tay phải ông là Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô đang cầm điện thoại quay lại cảnh ông Tô Lâm há miệng ăn miếng thịt bò rắc muối. Cư dân mạng xã hội nổi giận với hình ảnh các quan chức Việt Nam ăn uống xa xỉ, trong khi dân trong nước đang kiệt quệ vì dịch bệnh kéo dài suốt hơn 2 năm qua. Facebook Phạm Minh Vũ viết trên trang tài khoản cá nhân của mình rằng: "Tôi nhớ lại từng chuyến xe tháo chạy khỏi Sài Gòn mấy đợt vừa qua của người dân để chạy cái đói, cái khổ. Tôi nhớ từng đoàn người đi bộ nối hàng dài lam lũ trở về quê hàng trăm cây số vì đói. Tôi nhớ tới đoàn xe Thiên Di leo lên đỉnh đèo Hải Vân trong cái mưa lạnh lẽo bão lũ. Tôi nhớ tới hình ảnh người đàn ông phải nhặt từng hạt gạo khi cái ni lông bục giữa hè phố sau khi xin được nhà hảo tâm cho 3 ký gạo, vân vân. Và còn lắm những cảnh thê lương mà dân ta chịu thốn khổ vì đại dịch trong mấy tháng qua. Tháp tùng ông Thủ tướng đi dự hội nghị tại châu Âu không biết có hiệu quả đạt được ra sao, mang lại lợi ích thế nào cho dân, cho nước. Trước mắt là thấy ngốn không ít tiền thuế của dân. Nhưng lại tổ chức ăn uống, nhìn nó thật khốn nạn và lưu manh, kịch cỡm." Cũng trên trang mạng xã hội, nhiều người bình luận cho rằng bữa ăn là do nước ngoài mời, không tốn ngân sách nhà nước, có gì mà phải ầm ĩ. Nêu quan điểm của mình về vấn đề này với đài EFA, nhà báo Trần Ngọc Tuấn ở Cộng hòa Séc, một người luôn đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong nước, đã nói rằng: "Khi tôi xem video clip đó thì cảm giác đầu tiên của tôi là rất sốc, vì trong khi dân hết sức đói nghèo, nợ công, đất nước thì ngập đầu." Đây là hình ảnh dân cư mạng sừng sốt vì hình ảnh há miệng đớp miếng thịt bò của ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm tại London, rồi giơ ngón tay cái lên một cách sành điệu. Nhiều dư luận viên nhảy vào bênh ông Tô Lâm rằng đây là bữa tiệc chiêu đãi của chính phủ Pháp. Nói như thế là ngờ ngạch, vì tôi ở châu Âu đã lâu rồi, không bao giờ quan chức mời quan chức lại vào những chỗ đắt tiền như thế đâu. Họ lịch thiệp và không bao giờ làm chuyện hoang phí như vậy, thì đó là ngân sách của quốc gia, là tiền thuế của dân. Họ không lãng phí như vậy đâu. Thêm vào đó, nếu là buổi chiêu đãi thì phải có các đối tác ngồi cùng bàn chứ. Tôi cho rằng họ ăn uống như thế trong khi người dân thì đói khổ sau đợt dịch Covid là thiếu tính nhân văn và tầm văn hóa rất kém. Tôi đánh giá tư cách của một quan chức như vậy là vứt đi. Vụ ăn chơi của ông tướng Tô Lâm có sân sau lo hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Trên video clip được loan tải khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang trong chuyến tháp tùng đoàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Anh, sau đó đoàn Việt Nam sẽ thăm chính thức Pháp. Đằng sau hình ảnh ăn uống sang trọng, xa xỉ của các vị đứng đầu ngành công an như trong clip đăng tải hai ngày qua, nhiều người dân cũng đặt câu hỏi tiền đâu mà các quan chức có thể tiêu xài phung phí đến như vậy. Phải chăng đó là tiêu chuẩn đặc biệt của những người thuộc hàng lãnh đạo ngành công an, người mà bấy lâu nay được coi là thanh kiếm và lá chắn của Đảng? Đây là hình ảnh ông Trung tướng Tô Ân Sô, người ngồi bên cạnh ông Tô Lâm, từng bị dân mạng phát hiện đeo sợi dây thắt lưng trị giá tới 5.000 đô la Mỹ, tức là tương đương hơn 100 triệu đồng Việt Nam, trước phiên xử 29 người dân Đồng Tâm vào hồi tháng 9 năm 2020. Trung tướng Tô Ân Sô trong vai trò Chánh văn phòng Bộ Công an đã gọi cụ Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Ông Lê Văn Chiết, nguyên Bộ trưởng Thương mại, khi nghe về thông tin trên đã khẳng định rằng ông không tin là như thế. Ông Chiết giải thích thêm với đài FA vào sáng ngày 5 tháng 11 như sau: "Bộ Tài chính họ đài thọ cho đoàn đó còn có bao nhiêu người, mỗi người theo cấp bậc trong thời gian bao lâu là có quy định hết, cho nên đoàn đó có muốn lấy nhiều hơn cũng không được, chỉ theo tiêu chuẩn đã được Bộ Tài chính và những cơ quan chức năng khác quy định. Trước khi đi công tác, Bộ Tài chính đã chuẩn bị sẵn số tiền đó và họ đến nhận.
khi trở về cũng phải báo cáo số tiền đã sử dụng. Bộ Tài chính cũng đâu được đưa quá số tiền quy định. Nếu làm sai quy định họ sẽ vi phạm, việc gì họ phải gánh tội như thế trong khi họ đâu phải người đi. Một luật gia tên là Hát hiện đang sinh sống ở Hà Nội, người từng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm 90, cũng nói như sau với đài FA. Nếu cuộc viếng thăm do nước sở tại mời thì thông thường họ đài thọ chi phí, còn nếu chính phủ chủ động thì phải tự lo. Ví dụ mình là thành viên của một khối tổ chức quốc tế nào đó, khi đi dự các hội nghị liên quan thì phải bỏ tiền túi ra, mà tiền này là ngân sách của nhà nước, là tiền thuế của dân. Nó có hết trong các chương trình làm việc. Chuyện ăn chơi của ông Đại tướng Tô Lâm, theo tôi, có thể là do một số doanh nghiệp cánh hậu, một số doanh nghiệp sân sau của ông ở bên đó chiêu đãi. Đây là hình ảnh hệ thống điện thoại Nhật Cường ở Hà Nội bị khám xét và khởi tố vì xem là doanh nghiệp sân sau của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Công an họ có nhiều doanh nghiệp sân sau núp bóng bằng những công ty tư nhân ở khắp nơi trên thế giới. Ở đâu họ chẳng có đệ tử, chuyện đó đâu có gì khó hiểu. Công an nó có những đặc tính của nó có cách kinh doanh của nó, chỉ có nó mới bán hộ chiếu, bán visa được thôi. Giá cả thì tùy vào độ gấp, độ cần thiết của người mua. Tuy không có bằng chứng, chứng minh nhưng tôi chắc chắn ai cũng biết những điều đó. Chỉ có điều trong lúc nhân dân đang đói kém do đại dịch mà ăn uống xa xỉ như thế, thì đập vào mặt dân là hình ảnh quan chức cộng sản hưởng lạc. Thế thôi, chứ tiền thì họ thiếu gì. Những doanh nghiệp sân sau hay doanh nghiệp thân hữu được coi là những doanh nghiệp nhận được nhiều ưu đãi, tiếp tay của các quan chức trong việc tiếp cận các lĩnh vực kinh doanh, béo bở từ đất đai, tài chính, chính ngân sách, giấy phép, mức thuế và rất nhiều ưu đãi khác. Những doanh nghiệp như thế họ tồn tại rất nhiều, không chỉ có Việt Nam. Truyền thông nhà nước từng dẫn lời Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung về việc cho rằng vì sao thân hữu ở Việt Nam có nhiều đến thế? Vì nhà nước có quá nhiều thứ để cho, nhà nước có quá nhiều và thị trường lại có quá ít, và nhà nước cho không minh bạch, không chịu trách nhiệm giải trình. Đây là hình ảnh ông cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười. Dẫn giải về chuyện sân sau, luật gia Hát kể chuyện rằng trong lần sang thăm chính thức Hàn Quốc vào năm 1997, ông Tổng Bí thư Đỗ Mười lúc ấy giờ nhận được một món quà bằng tiền mặt trị giá là 1 triệu đô la do các doanh nghiệp nước này góp lại tặng. Ông Đỗ Mười được toàn quyền chi xài số tiền này. Và chính cháu ruột ông Đỗ Mười nói với tôi rằng mùa hè năm đó ông mua 40 dàn máy vi tính tặng cho 40 trường xuất sắc trong năm. Phần còn lại ông đút túi, ông tiêu. Sự kiện vào năm 1997 cũng đã từng được báo chí nhà nước loan tải. Tuy nhiên, theo nội dung được loan thì tập đoàn LG đã gửi biếu cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 1 triệu đô la và công ty Nomura biếu 100.000 đô la để chi dùng khuyến học. Vào ngày 18 tháng 3 năm đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi công văn tới các ban ngành truyền đạt ý kiến của ông Đỗ Mười về việc sử dụng 1,1 triệu USD nói trên. Theo đó, số tiền này được chia đều làm 11 phần, 9 phần chia cho 9 tỉnh của 3 vùng Trung Bắc Nam Bắc để xây dựng trường tật học, một phần còn góp vào quỹ khen thưởng dành cho học sinh nghèo học giỏi, một phần dùng để xây dựng một trung tâm đào tạo giáo viên tật học tại Đại học Sư phạm Học Quốc gia Hà Nội. Và với thể chế độc tài, độc đảng như vậy tại Việt Nam, thì chúng ta sẽ còn chứng kiến rất nhiều những cảnh chớ trêu như ông Đại tướng Tô Lâm đớp thịt bò tại Anh như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2021 với bản tin Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn bò rắt vàng bằng tiền của ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Thời báo .de.